Shopee.com luôn đi đầu về chất lượng với hàng ngàn click giá rẻ. Lạp thẻ hoàn toàn không bị trừ chiết khấu 10k, anh em nhận 10k. Dịch vụ tìm đồ nhanh nhất, giá rẻ. Dịch vụ làm đệm rẻ nhất, vòng quay vàng chỉ với 10k, rẻ nhất thị trường với hàng ngàn random, phần quà hấp dẫn khi anh em ở top lạp thẻ. Ok và hello, xin chào anh em, chào mừng em đã quay lại mình. Thì trong clip ngày hôm nay thì nói chung là mình sẽ đầu tư cho em Minh Cá Chép, gọi là đây có một thanh niên đây. À đây. Mình đang mua một cái găng Gen Click VIP anh em ạ. Đấy, để cho con đệ của em nó dùng. Tại vì con đệ bây giờ là sử dụng găng khá là cùi. Đây là cái găng Gen Click mình mua với giá là 870 triệu anh em ạ. BCL7 em nhá, CL7 nhá. Mình không biết là giá này nó có đắt quá không, nhưng mà thanh niên bảo là, xem nào, thanh niên bảo 50 triệu với 10 thẻ vàng. Thì chắc mình bây giờ mình sẽ giao dịch cho thanh niên là 23 thẻ vàng đi. 23 thẻ vàng với lại kém ra đó là, kém ra đó là bao nhiêu nhỉ? Từ anh em đợi xíu, 0,5 nhân với 37. À, giao dịch thêm cho 20 triệu vàng đấy anh em ạ, là đủ. Đấy. Ok, rồi sẽ bấm giao dịch anh em nhá. Đây, găng khá là VIP. Găng này mình cho đệ xài mà. Đây, không biết thanh niên tính xem thế nào. Đây, ok không? Okay. Chuẩn mà, mình tính này quá chuẩn luôn ấy. Các bạn không chuẩn đi. À, chắc đợi thì đang check một tí này, sau chắc mới ở ok. Ijeoku này. Ok. Đây mình lấy con lân, lấy con lân. Sau rồi tí qua kia lấy điểm anh em ạ. Nhanh lên bạn ơi, nhanh lên bạn ơi. Tạo xanh. Không cần ok à? Ok, đây. À, thằng kia lấy luôn cái con lân của mình rồi. Ok, nhưng nào lại vàng vẫn chưa hết, chắc anh niên đang tính toán thế nào anh em ạ. À, vừa lấy thấy có thanh niên bán găng thần linh với giá là 75 thỏi vàng nhân với 37, không biết là bao nhiêu nhỉ. Không gắt đấy. 37 thỏi vàng, 2,7 tỷ anh em ạ. Găng 2,7 tỷ, găng thần linh 12% sức đánh, tấn công 6k8, 12 tỷ, à nhầm, 2,7 tỷ anh em ạ. Khá là gắt luôn, cực kỳ là gắt luôn. Đây, còn thanh niên này thì không tính được à. Má, đợi em chờ mãi à. Đây, đúng mà. Tính chán mãi. Đây nhá, tính ra nhá. Đây mình cho anh em xem, cho anh em cách tính luôn, cách tính để mua một cái đồ nào đó nhá. Đấy. Đây nhá, ví dụ thanh niên là bán cái găng đấy đây. Đây, x ra đi. Đây, ví dụ nhá, thanh niên đấy là bán cái găng đấy là 500 triệu đúng không? 500 triệu với lại 10 thẻ vàng thì lấy 10 nhân đến 37 triệu nhá. 37 triệu. Ok, anh nhầm, 10 nhân với 37 triệu là 370 triệu đúng không? 370 triệu cộng với 500 triệu. Đó, thì là 870 triệu, 870 triệu chia cho 37 thì ra thỏi vàng. Đúng không? Đấy, thì ra 23 thỏi vàng nhá. 23 thỏi vàng thì cái kia là 0,51 đúng không? 0,51 nhân với 37. Đó thì nó ra khoảng là 18 triệu 870. Đó, không sai một xu anh em nhé. Không sai một xu luôn. Thì mình giao dịch hẳn cho 20 triệu rồi. Thì là 23 triệu vàng mới 20 triệu rồi. Đó, anh em thấy chưa? Chuẩn chưa? Quá chuẩn luôn. Idol giới trẻ tính rất chuẩn. Đó, xích luôn anh em nhé. Đấy. Tính ra thanh niên còn lãi của mình nhá. Mình thực ra là mấy cái găng này mình cũng chả biết giá đâu. Gọi là cứ thấy giá là cứ có găng là mua thôi, tại vì là chắc thế giới mãi không có người bán mà. Ok, mua được cái găng này thì cũng ổn đấy anh em ạ. Ok, rồi. Vậy là bây giờ mình đã đổi đời rồi. Đổi đời rồi anh em ạ. Đây, có găng VIP cho đệ dùng nhá. Đó, sức đánh 11k anh em nhá. Sức đánh 11k. Đó, rất là chất luôn. Ok. Và bây giờ mình sẽ qua bên ở đâu nhỉ? Mình qua đâu nhỉ? À đúng rồi, quên. Lang 9 giây anh em ạ. Đây, bây giờ mình sẽ qua bên này để mình úp, mai làm nhiệm vụ tiểu đội sát thủ nữa là xong.
Đó, bây giờ đệ pen rất là trâu anh em nhé. Đó, bây giờ đi tung hoành khắp nơi luôn. Ok, anh em đợi một xíu mình sẽ qua cái mark mà mình cần úp anh em nhé. Đây rồi. À, rồi một xíu nữa thôi là mình đã qua cái map rồi, mình cần úp anh em ạ. Vì cái map gọi là nếu mà mình chưa xong cái nhiệm vụ qua tướng này thì đây là cái map mà chắc ai cũng phải ngồi để úp rồi anh em ạ. Nó kiểu như bị giam lỏng ở trong một cái hành tinh nào đó, chính là Fize anh em ạ. Fize. Và cái map mình muốn úp ở đây chính là map rừng đá anh em nhá. Núi đá thì mình gọi là sáng thì mình treo, còn đêm thì mình gọi là mình úp ở núi đá anh em ạ. À nhầm, đêm thì úp ở rừng đá nó phê phê, rừng đá nó nhiều quái luôn. Đấy, nó đánh được 4 con anh em nhá. Đó, anh thấy không? Rất là chất chơi người dơ luôn. Ok, vậy là bây giờ mình sẽ qua bên này nhá. Đây. Đây, bên này không có ai này. Đó, mình sẽ ngồi đây mình treo anh em nhá. À mà không, là cực mạnh anh em ạ. Đây, để hơn 4 tỷ anh em nhé. Đây, thì nếu mà treo thì mình thường mình treo cũng không anh em ạ. Khu này mình không nên treo nhé. Ok, đó, có đại mình bây giờ sẽ đánh được mình 1k rồi. Đó, úp khá là phê anh em nhé. Đây, bình thường mình cắm vệ tinh nhá, thì tiềm năng nó rơi là khoảng là bao nhiêu đây? 80k tiềm năng. Nếu mà cắm lên cái vệ tinh mà kèm theo cờ ấy thì nó sẽ khoảng 100k tiềm năng hit anh em nhé. Còn bên thương mai phải là 200-300 nghìn đấy, nhiều lắm. Nhưng mà con đệ này chắc mình úp một thời gian nữa thôi, mình úp cho nó lên sức đánh một xíu thôi. Đấy, tại vì sức đánh con đệ gọi là bây giờ 7k5 này, mà bây giờ nó toàn lên ki thôi anh em ạ. Bình thường con đệ này trước mà nó chưa max HP ấy, à trước nó gần max HP ấy, ki có 20-30 nghìn thôi, bây giờ là nó như thế này anh em ạ. Đó, ok, và thôi chắc em sẽ tạm dừng ở đây. Em xem clip này của mình, nếu mà thấy hay thì đừng tiếc dừng một like và đăng ký kênh nha. Cảm ơn đã xem clip của mình. Bye bye và hẹn anh em trong thời gian sớm nhất nha. Bye bye anh em. Bye bye.